tiểu thuyết Cái bụng của Paris, tác giả Émile Zola, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Cậu chôm ở chỗ diệt la những con cá đục mà cậu nướng từng con một, ở đầu một sợi chỉ, trước miệng lò nấu bỏng. Cậu bé ăn ca rất khoái chí, không cần bánh mì. Có một ngày cậu mang đến cả một con cá chép. Con cá không thể nấu chín được, nó khiến cho cả phòng làm việc hôi hám khi phải mở cửa và cửa sổ. Florent khi mùi nhà bếp quá nặng liền ném mấy con cá ra ngoài đường, thường khi chàng phá lên cười. Rich trong vòng 2 tháng đã đọc lưu loát và mấy cuốn tập viết của cậu bé rất sạch sẽ. Tuy nhiên vào buổi tối, cậu nhóc làm cho mẹ mình muốn bể đầu với những câu chuyện về người bạn tốt Florent của cậu. Người bạn tốt Florent đã vẽ cây cối và nhiều người sống trong những túp lều. Người bạn tốt Florent có một cử chỉ như thế này này và nói rằng con người sẽ tốt hơn nếu ai cũng biết đọc. Đến nỗi cô đọc hoa đi sống quá thân thiết với người mà cô mơ rằng mình sẽ si cổ. Cô nhốt Mish ở nhà suốt một ngày để cậu bé không đến chỗ viên thanh tra. Nhưng thằng bé khóc nhiều đến nỗi ngày hôm sau cô phải trả tự do cho nó. Cô rất yếu đuối, dù có dáng dốc bề thế và ra vẻ tao bạo. Khi đứa bé kể với cô rằng bé rất ấm áp khi nó trở về với quần áo khô ráo, cô cảm thấy biết ơn một cách mơ hồ, rất hài lòng vì con mình được che chở, chân được sưởi ấm trước ngọn lửa. Sau này cô rất mũi lòng khi thằng bé đọc trước mặt cô một mẫu báo lấm lem gói một khoanh ca trình biển. Dần dần cô đi đến chỗ suy nghĩ mà không nói ra rằng Florent có lẽ không phải là một người ác độc. Cô kính trọng học vấn của anh, pha trộn với sự hiếu kỳ càng lúc càng tăng khi thấy anh gần hơn, khi len lỏi vào cuộc sống của anh. Rồi thình lình, cô tạo cho mình một diễn cớ, cô tự thuyết phục mình rằng đang tìm cách trả thù, phải tỏ ra khả ái với ông anh họ để anh ta cắt đứt với Lisa to béo, như vậy sẽ hay hơn. Anh bạn tốt Florent của con có nói về mẹ không? Một buổi sáng cô hỏi Mish khi mặc đồ cho cậu bé. À không, cậu bé nói, bọn con chỉ chơi với nhau. Vậy thì con hãy nói với anh ấy rằng mẹ không giận anh ấy nữa, và mẹ cảm ơn anh ấy vì đã dạy cho con đọc. Từ đó mỗi ngày cậu bé có một thông tin để chuyển đi. Cậu đi từ chỗ mẹ đến viên thanh tra, và từ viên thanh tra về chỗ mẹ, mang theo những lời lẽ đáng mến, những câu hỏi và câu trả lời. Cậu cứ lặp lại mà không biết. Sẽ cho cậu nói những điều to tát hơn, nhưng cô nọc mang đi xinh đẹp sợ mình tỏ ra nhút nhát. Một ngày nọ, chính cô đã đến, ngồi trên chiếc ghế thứ hai trong khi Mish đang làm bài tập viết. Cô tỏ ra rất dịu dàng, khen ngợi anh rất nhiều. Florent còn bối rối hơn cô. Họ chỉ nói về đứa bé, vì anh tỏ ra sợ không thể tiếp tục dạy trong phòng làm việc. Cô mời anh đến nhà mình vào buổi tối, rồi cô nói về chuyện trả tiền cho anh. Anh đỏ mặt tuyên bố rằng anh sẽ không đi nếu có vấn đề tiền bạc. Lúc ấy cô hứa sẽ trả cho anh bằng quà tặng với những con cá đẹp. Thế là quà giải, cô nọc mang đi xinh đẹp còn bảo vệ cho Florent. Cho nên cuối cùng viên thanh tra đã được chấp nhận. Các bà bán cá thấy anh là người tốt hơn ông vẹt lắc, dù cặp mắt của anh xấu. Vì chỉ có má Mehuden còn giữ lại lòng hằn thù với gã gầy còm, như bà gọi anh một cách khinh miệt. Và một buổi sáng khi anh dừng lại mỉm cười trước những chậu rộng cá, thì Claire, cô thiếu nữ, buông rơi một con lươn mà cô đang cầm trên tay. Quay lưng với anh, giận dữ, mặt phồng lên và đỏ tía. Anh rất ngạc nhiên và nói chuyện ấy với cô Normandy. Mặc kệ nó, cô này nói, đó là một con khùng. Nó không đồng ý với ai hết. Nó làm thế để cho tôi tức giận em mà. Cô đắc thắng. Cô ngồi thẳng trên băng ghế, đổm dáng như những kiểu nón cực kỳ phức tạp. Khi gặp Lisa xinh đẹp, cô đáp lại ánh mắt chê bai của cô này. Thậm chí cô phá lên cười vào mặt Lisa. Chắc chắn rồi mình sẽ làm cho cô bán thịt nguội tuyệt vọng. Khi lôi kéo người anh họ, khiến cô cười lanh lảnh tuyệt đẹp, một tiếng cười từ cổ họng mà cái cổ béo và đẹp của cô để lộ vẻ run rẩy. Lúc này cô có ý định cho Mush ăn mặc thật đẹp với một chiếc áo vest tô cách lan và một chiếc mũ nhung. Mush chỉ đi ra ngoài trong chiếc áo ngắn sách sứ, cho nên đến lúc này Mush rất yêu thích các giòi nước lớn. Băng đã tan, thời tiết ấm hơn, cậu bé tắm trong chiếc áo vest ái nhĩ lan để giòi nước chảy tràn từ khuỷu tay đến bàn tay. Trò mà cậu gọi là chơi máng xối, mẹ cậu bắt gặp cậu với hai thằng nghịch ngợm khác, nhìn hai con cá nhỏ màu trắng mà cậu đã đánh cắp ở chỗ diệt le bơi trong chiếc mổ đầy nước. Florent sống gần 8 tháng ở khu chợ anh luôn có nhu cầu thèm ngủ. Khi ra khỏi 7 năm đau khổ, anh rơi vào một tình trạng qua đổi yên tĩnh trong một cuộc sống ổn định, khi anh thấy gần như mình không tồn tại. Anh buông thả, đầu hơi trống rỗng, liên tục bắt gặp mình mỗi buổi sáng lại ngồi trên cùng một chiếc ghế bành trong phòng làm việc chật hẹp. Căn phòng khiến anh vui thích vì nó trần trụi, nhỏ như một khoang tàu. Anh ẩn nấp ở đấy xa mọi người, giữa tiếng ồn ào liên tục ở khu chợ An.
khi anh mơ đến biển rộng, có lớp bề mặt dây quanh và cô lập anh tứ phía. Nhưng dần dần một nỗi lo lắng mơ hồ khiến anh tuyệt vọng. Anh bất bình tự kết tội mình nhưng không có gì rõ ràng. Trông lại những nỗi trống rỗng dường như càng lúc càng khoét sâu trong đầu anh và trong ngực anh. Rồi trong những làn hơi thối tha, những mùi hải sản hỏng phật qua mũi anh gây buồn nôn. Đó là một sự rối loạn chậm chậm, một nỗi buồn chán mơ hồ chuyển thành một sự kích động thần kinh. Mọi ngày của anh đều giống nhau, anh đi trong những tiếng ồn như nhau, trong những mùi giống nhau. Buổi sáng, tiếng do de của phiên bán đấu giá khiến anh đinh tai nhức óc vì có tiếng chuông reo xa xa. Và thường khi tùy theo khách tới mua nhanh hay chậm, những phiên chợ đấu giá chỉ kết thúc rất trễ. Lúc ấy anh ở trong quầy hàng đến 12 giờ trưa, luôn bị quấy rầy từng phút từng giây vì các vụ tranh chấp, các vụ cãi giả. Trong đó anh cố gắng tỏ ra thật công bằng, anh phải mất hàng giờ để thoát khỏi một vụ việc khôn khổ muốn làm cách mạng cả cái chợ. Anh dạo qua giữa đám đông huyên náo và ồn ào đang buôn bán, chậm bước theo những lối đi, đôi khi dừng lại trước các bà bán cá có gian hàng dọc theo đường Robito. Họ có hàng đống tôm màu hồng, những giỏ tôm sống chín đỏ ửng được buộc lại đuôi ú tròn, trong khi những con tôm rồng sống đang chết dần nằm bẹp dí trên mặt bàn cẩm thạch. Ở đó anh nhìn các ông đội nón và mang găng đen đang mặc cả và cuối cùng mang đi một con tôm rồng chín bọc trong một tờ báo nhét vào trong túi áo khoác phòng. Xa hơn, trước những chiếc bàn lưu động nơi bán cá thông thường, anh nhận ra các bà trong khu phố đến vào cùng giờ để tóc trần. Đôi khi anh quan tâm đến một bà nào đó ăn mặc tử tế, kéo lê lớp đăng tan của mình dọc theo những hòn đá ướt đẫm. Theo sau là một chị giúp việc đeo tạp dề trắng. Bà đó anh đi theo ở một khoảng cách xa, khi thấy đôi vai nhúng lên đằng sau vẻ mặt bất bình, tiếng sột soạt của những chiếc giỏ, túi da, những cái rổ của những chiếc váy lướt qua những lối đi nước chảy ròng ròng khiến anh bận tâm, đe dọa anh cho đến bữa ăn trưa, sung sướng vì nước chảy, vì gió mát đang thổi, đi qua mùi gắt của những chiếc giỏ sò xông khói mặn đắng vị muối. Anh luôn đi qua hạt muối để kết thúc chuyến thanh tra. Những thùng cá mòi hung khói, cá trích, vùng năng chờ nằm trên lớp lá, cá thu cuộn bày ra trước mặt vào bán hàng to béo và nhạt nhẽo. Khi anh nghĩ đến một chuyến xa đi, một cuộc du lịch giữa những thùng cá ướp muối. Rồi vào buổi chiều, khu chợ anh yên tĩnh hơn, ngủ thiêm thiếp. Anh giam mình trong phòng làm việc, viết chữ thật rõ ràng, hưởng thụ như giờ phút tốt đẹp. Nếu anh ra ngoài, nếu anh băng qua hàng cá, anh thấy nó gần như hoang vắng, không còn cảnh chà đạp xô đẩy, cảnh ồn ào vào lúc 10 giờ. Các bà hàng cá ngồi sau những chiếc bàn trống rỗng, lưng ngửa ra sau, và những bà đội trợ trễ nải, xoay tròn, nhìn sang một bên với ánh mắt lờ đờ, đôi môi mím chặt tính toán từng xu giá của bữa ăn tối. Hoàng hôn buông xuống, có một tiếng động của những chiếc thùng di chuyển. Ban đêm, cá nằm trên những lớp lưới đá. Lúc ấy, Florent sau khi tham dự cuộc đóng cửa rào, mang đi cùng với anh mùi cá trong quần áo, râu ria và tóc tai. Những tháng đầu tiên, anh không quá khổ sở vì cái mùi thấm thía này. Mùa đông rất cam go, giáng băng biến những lối đi thành những tấm gương, những hạt nước đá biến thành diềm trắng của những chiếc bàn và vòi nước. Buổi sáng phải thắp lên những chiếc lò nhỏ dưới vòi để có một tia nước. Cá đóng băng, đuôi xoắn lại, mờ đục và rắn lại như kim loại mất lớp đánh bóng, khua với một tiếng động của gan dở. Cho đến tháng 2, quầy hàng vẫn thảm đảo, lởm chởm buồn bã trong tâm khăn liệm, băng giá. Nhưng đến lúc tan băng, thời tiết mềm ra trong các đợt sương mù và những cơn mưa tháng 3. Lúc ấy, những con cá cũng mềm ra, mùi da thịt hỏng trộn với mùi bùn nhạt nhẽo từ những con đường lân cận bay đến. Mùi hôi thối vẫn còn mơ hồ, hơi ẩm buồn nôn nhẹ, keo lê ở sát đất. Rồi trong những buổi nóng bước vào tháng 6, mùi hôi thối dâng lên nồng nặc trong không khí vì một lớp bùn hôi hám. Người ta mở cửa sổ phía trên, những bức màn bằng vải xám treo dưới bầu trời bỗng cháy. Một cơn mưa lửa rơi xuống khu chợ anh, hung nóng chợ như một cái lò bằng tôn, và không có cơn gió nào quét sạch hơi hải sản ương thối, những dây do bốc khói. Lúc này Florent mới khổ sở vì đống thực phẩm chồng chất mà anh đang phải sống chung. Sự tổn lợi mới hàng thịt nguội quay lại với anh, càng không chấp nhận nổi. Anh đã chịu đựng mùi hôi thối cũng giống như thế, nhưng nó không đến từ bụng. Cái dạ dày hẹp của người gầy như anh phản kháng khi đi qua những quầy cá ướt nhẹp trong nước, bị hơi nóng làm cho ương. Chúng nuôi sống anh bằng mùi nồng nặc khiến anh nghẹn thở, như thế anh không tiêu hóa nổi mùi vị.
Khi anh giam mình trong phòng làm việc, cơn buồn nôn vẫn cứ theo anh, len lỏi vào lớp gỗ ép gắn không kỹ ở cánh cửa và cửa sổ. Những ngày bầu trời màu xám, căn phòng nhỏ gần như tối đen, đó là một buổi hoàng hôn kéo dài dưới đáy một đầm lầy buồn nôn. Thường khi bị căng thẳng thần kinh, anh có nhu cầu đi lại, anh xuống các hầm qua chiếc cầu thang rộng khoét giữa các quầy hàng. Ở đó, trong khi khép kín trong cảnh tanh nối tanh sáng cùng vài chiếc đèn ga, anh tìm lại hơi mát của nước tinh khiết. Anh dừng lại trước chiếc chậu rộng cá lớn, nơi những con cá sông được giữ lại. Anh lắng nghe bài hát liên tục của bốn tia nước chảy từ bốn góc của chiếc chậu trung tâm, chảy từng lớp dưới những cửa rào của bể được khoa kính với tiếng động dịu nhẹ của dòng nước chảy liên tục. Dòng suối ngầm này còn xuôi cố nói chuyện trong bóng tối, khiến lòng anh dịu lại. Anh thấy hài lòng như thế vào buổi tối, trong những ánh tà dương tuyệt đẹp chia cắt những dải đăng ten tinh tế ở khu chợ An thành sắc đen. Trên những tia sáng đỏ của bầu trời, những tia sáng lúc 5 giờ chiều, buổi bay lượn trong những tia nắng cuối cùng len lỏi bằng tất cả các lỗ cửa, qua các rãnh cửa chớp như một ánh sáng trong suốt lấp lánh và không bóng láng, nơi những đỉnh cột nhọn mảnh vẽ, những đường cong của truyền dốc thanh lịch, những hình vẽ kiểu hình học của mái nhà được vẽ lên. Anh lấp đầy mắt mình với bản vẽ mênh mông được tẩy rửa bằng mực tàu trên một lớp dây da lấp lánh, tái hiện lại giấc mơ của anh về cỗ máy khổng lồ nào đó với bánh xe, cần cẩu, con lắc, thoảng thay trong đám than màu thẫm, cháy đỏ dưới nồi súp da. Cứ mỗi giờ đồng hồ, đồ chơi của ánh sáng thay đổi các góc nhìn nghiêng của khu chợ An từ màu xanh lam nhạt vào buổi sáng và những cái bóng đen lúc giữa trưa cho đến đám cháy khi mặt trời lặn tắt dần trong màu xám tro buổi hoàng hôn. Nhưng vào những buổi chiều tối rực lửa, khi mùi hôi thối dậy lên run rẩy xuyên qua những tia nắng lớn màu vàng như những làn khói nóng, cơn buồn nôn lại sao động anh thêm một lần nữa. Giấc mơ của anh lạc lối, anh hình dung ra những cái lò hấp khổng lồ, những cái chậu nhiễm bẩn của người xẻ thịt, nơi tan chảy mỡ xấu của dân chúng. Anh cùng khổ sở vì cái môi trường thô tục này, có lời lẽ và cử chỉ dường như bốc mùi. Tuy nhiên anh là một đứa bé tốt lành và không hề nổi giận, chỉ có các bà làm phiền anh. Anh chỉ thấy thoải mái với bà Francois mà anh đã gặp lại. Bà tỏ ra rất vui mừng khi thấy anh có việc làm, sung sướng, không còn khổ sở. Bà nói với anh khiến anh rất mũi lòng. Lisa, cô nọc mang đi, những người khác khiến anh lo lắng với giọng cười của họ. Đối với bà, anh có thể kể tất cả mọi thứ. Bà không cười để chế nhạo anh, bà có nụ cười của một người đàn bà sung sướng vì thấy người khác hạnh phúc. Rồi đó là một phụ nữ kiên cường, bà làm một nghề rất cam go vào mùa đông. Những ngày băng giá, thời tiết mưa gió là khổ sở nhất đối với bà. Vào buổi sáng, Florian gặp bà trong những cơn mưa rào kinh khiếp, trong những cơn mưa kéo dài từ hôm trước, chậm chạp và lạnh lẽo. Bánh xe của cỗ xe ngựa từ Nanterre đến Paris ngập trong bùn đến căm xe, ngựa Balthazar lắm bùn cho tới bụng, và bà than phiền, bà thương hại khi lao cho nó bằng chiếc tạp dề cũ. Những con vật này bà nói rất mơn trớn, hay đau bụng vì chuyện không đâu. À, con ngựa già Balthazar tội nghiệp của tôi, khi chúng tôi đi qua cầu Nơi Di, tôi tưởng rằng chúng tôi phải xuống sông Seine luôn rồi, vì trời mưa. Balthazar đi tới lữ quán, bà ở lại dưới cơn mưa rào để bán rau cải. Ô hàng biến thành một cái ao bùng lõm, bắp cải, cà rốt, củ cải trắng bị nước xám xịt đập vào, chìm trong dòng thác ngập ngụa bùn, chảy trên lòng đường, không còn là những màu xanh mướt tuyệt hảo trong những buổi sáng trời trong. Những người bán rau cải ở cuối cổ xe ngựa phồng lưng, nguyền rủa hệ thống hành chính, sau khi điều tra đã tuyên bố rằng cơn mưa không có gì xấu với rau cải và không cần xây chỗ trú ẩn. Lúc ấy, những buổi sáng mưa dầm khiến cho Florent tuyệt vọng. Anh nghĩ đến bà Francois, anh chuồn ra nói chuyện một lát với bà. Nhưng không bao giờ anh thấy bà buồn. Bà da dẫy như một con chó sù, nói rằng bà đã thấy nhiều người khác, rằng bà đâu phải làm bằng đường để tan chảy như thế khi có những giọt nước đầu tiên. Anh buộc bà phải vào một con đường có mái che trong vài phút. Nhiều lần, thậm chí anh đưa bà tới chỗ ông Lepid, nơi mà họ uống rượu nóng. Trong khi bà thân ái nhìn anh với vẻ mặt bình thản, anh rất sung sướng vì cái mùi lành mạnh ngoài đồng mà bà mang tới cho anh. Trong những luồng khí hôi hám ở chợ An, bà có mùi đất, mùi cỏ khô, mùi khí trời, mùi bầu trời cao rộng. Phải đến ăn te chàng trai à, bà nói. Cậu sẽ thấy rừng rau của tôi đã trồng những liếp rau húng tay khắp nơi, bạc rì của cậu hôi thôi qua. Và bà ra đi, chảy nước ròng ròng, Florent như được tưới mát khi anh rời bà.
Anh cũng cố gắng làm việc để chiến đấu chống lại những nỗi khắc khoải mà anh đang chịu đựng. Đó là một trí tuệ bài bản đôi khi đẩy tới chỗ thời khóa biểu của anh thật khít khao đến mức sanh tật. Anh giam mình 2 buổi tối trong tuần để viết một tác phẩm lớn về Kaizen. Căn phòng trọ của anh rất tuyệt vời, anh nghĩ, để xoa dịu anh và dành riêng cho anh làm việc. Anh nhóm lửa, nhìn xem liệu cây lựu ở chân giường có tươi tốt không, rồi anh đến gần chiếc bàn nhỏ, anh ở đó để làm việc đến nửa đêm. Anh đã đẩy cuốn kinh Nhật tụng và cuốn chìa khóa giải mộng vào đáy ngăn tủ. Chẳng bao lâu, nơi này chứa đầy ghi chú, những tờ giấy rời, những bản thảo viết tay đủ loại. Tác phẩm về Kaizen không hề tiến triển, bị cắt ngang bởi nhiều dự định khác. Những kế hoạch làm việc đồ sộ mà anh phác thảo ra trong vài dòng. Liên tiếp anh phác thảo những cải cách tuyệt đối cho hệ thống hành chánh ở khu chợ Anh, còn một sự biến đổi về thuế cho các chuyến chở hàng, phân phối kiểu mới về nhập thực phẩm cho các khu phố nghèo, cuối cùng là một luật có tính nhân đạo, còn rất mơ hồ về việc nhập kho chung những chuyến hàng được đưa tới và đảm bảo mỗi ngày có một lượng thực phẩm tối thiểu cho các gia đình ở Paris. Còng xương sống, chìm đắm trong những vấn đề nghiêm trọng, anh để cái bóng đen cao lớn của mình giữa không khí dịu dàng nhạt nhòa của căn gác xếp. Và đôi khi, một con sẻ mà anh đã nhặt ở chợ An trong thời tiết tuyết giá lầm lẫn khi thấy ánh sáng, kêu lên trong im lặng, nơi chỉ bị tiếng ngòi bút chạy trên giấy quấy rầy. Nghiệt ngã thay, Florian lại quay về với chính trị. Anh đã đau khổ quá nhiều vì chính trị, nên không thể không xem đó là mối bận tâm thiết thân trong đời mình. Anh có thể đã trở thành mà không có môi trường và các tình huống phù hợp. Một thầy giáo giỏi ở tỉnh lẻ, sung sướng vì sự yên bình của thành phố nhỏ, nhưng người ta đã xử sự với anh như một con sói. Giờ đây anh thấy mình phải lưu dấu cảnh tù đài bằng một cuộc tranh đấu. Sự khó chịu về thần kinh của anh chỉ là thời khắc thức tỉnh của những suy tư ở Kaizen, những nỗi đắng cay trước những nỗi đau khổ không đáng có, của những lời thề rằng ngày nào đó anh sẽ thả thù cả loài người đã đối xử với anh bằng những nhát roi, còn công lý thì bị chà đạp dưới chân. Khu chợ anh khổng lồ, các loại thực phẩm thừa mứa nặng mùi đã làm cho cơn khủng hoảng nhanh chóng hình thành. Đối với anh, dường như khu chợ là con thú thỏa mãn và dễ tiêu. Paris phì nộm, ủ đầy mỡ béo đang dựa lên cả đế chế. Chung quanh nó là những cổ họng đồ sộ, những tấm lưng quỷ quái, những bộ mặt tròn xe như những lập luận truyền miên chống lại sự gầy gò như thanh tự đạo của anh. Gương mặt vàng ở bất bình của anh, đó là cái bụng của những tên chủ tiệm, cái bụng lương thiện trung lưu, đông đưa sung sướng sáng loáng trong nắng. Thấy rằng mọi thứ đều tốt đẹp, rằng chưa bao giờ những con người có lối sống yên ổn lại beo lên như thế. Lúc ấy anh cảm thấy nắm tay mình siết chặt lại, sẵn sàng đấu tranh, bực tức vì nghĩ mình đã bị lưu đày, mà về Pháp cũng vẫn còn bị lưu đày. Lòng hận thù xâm chiếm cả con người anh, thường khi anh buông rơi ngòi bút, anh mơ mộng. Ngọn lửa tàn in dấu trên mặt anh một đốm lửa lớn, ngọn đèn cháy bằng than lướt qua, trong khi con chim sẻ gục đầu dưới cánh, ngủ gật trên một chân. Đôi khi August lúc 11 giờ thấy còn ánh sáng dưới cánh cửa, gõ cửa trước khi đi ngủ, Florian mở cửa cho cậu, hơi sốt ruột. Cậu trai bán thịt nguội ngồi trước ngọn lửa, ít nói, không bao giờ giải thích vì sao cậu đến. Suốt thời gian cậu ta nhìn tấm hình chụp của Augustine và cậu, tay trong tay, mặc y phục ngày Chủ nhật. Cuối cùng Florian cho rằng cậu thấy hài lòng một cách đặc biệt trong căn phòng nơi cô thiếu nữ từng ở. Một buổi tối vừa mỉm cười, anh vừa hỏi cậu ta liệu anh có đoán đúng không. Có lẽ đúng, August đáp rất ngạc nhiên, vì cậu cũng phát hiện như vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, tôi đến thăm anh mà không biết. À phải, nếu tôi nói điều đó với Augustine, cô ấy sẽ cười. Khi người ta phải cưới nhau, người ta không hề nghĩ đến những điều ngốc nghếch. Khi cậu ta tỏ ra ba hoa là luôn quay về cửa hàng thịt nguội mà cậu sẽ mở ở Plaisance với Augustine, dường như cậu chắc chắn sẽ thu xếp đời mình theo ý thích, khiến sau cùng Florian cảm thấy có một nỗi kính trọng xen lẫn như bực bội. Tóm lại, cậu trai này rất mạnh mẽ, dù có vẻ rất ngốc nghếch, cậu đi thẳng đến một mục đích, cậu sẽ đạt tới mục đích mà không dao động, trong cảm giác thỏa mãn hoàn hảo. Những buổi tối hôm đó, Florian không thể làm việc lại, anh đi ngủ đầy bất bình, chỉ tìm lại được sự cân bằng khi anh nghĩ, nhưng August là một kẻ thô lỗ. Mỗi tháng, anh đến Clama thăm ông Verlac. Hầu như đó là một niềm vui đối với anh. Con người tội nghiệp cứ sống kéo dài, dù Gava rất ngạc nhiên. Anh này cho rằng ông không thể sống hơn 6 tháng. Mỗi lần Florian đến thăm, người bệnh nói với anh rằng ông cảm thấy khỏe hơn, ông rất mong muốn làm việc lại. Nhưng ngày tháng cứ trôi, tình trạng sức khỏe sa sút cứ kéo dài.
Florent ngồi bên cạnh giường, nói chuyện hàng cá, cố gắng mang đến một chút niềm vui. Anh đặt lên chiếc bàn ở đầu giường 50 quan mà anh bỏ ra cho viên thanh tra chánh hiệu. Và ông này, dù đó là một vấn đề đã được thỏa thuận, nhưng lần nào cũng nổi giận, nói mình không cần tiền. Rồi người ta nói về chuyện khác, tiền vẫn ở trên bàn. Khi Florent ra về, bà vẹt lắc đưa anh ra tới cửa hướng ra đường. Bà nhỏ thó, mềm nhão, rất mau nước mắt. Bà chỉ nói về việc chi tiêu cho bệnh tình của chồng, về món súp gà, thịt tái, rượu bọc đô, về việc ông dược sĩ và về bác sĩ. Cuộc chuyện trò ảo não này khiến Florent thấy rất phiền toái. Những lần đầu tiên anh không hiểu, cuối cùng vì người đàn bà đáng thương cứ khóc mãi khi nói rằng xưa kia họ rất hạnh phúc với 180 quan của chức vụ thanh tra. Bà rụt rè xin anh lén cho bà thêm chút ít tiền mà giấu chọc bà. Bà tự vệ không cần chuyển tiếp. Đối với riêng bà thì bà dám đảm bảo rằng 50 quan là đủ. Nhưng suốt trong một tháng, bà thường viết cho người mà bà gọi là cứu tinh của gia đình họ. Bà có một cách viết tiếng Anh tinh tế, những câu dễ hiểu và nhún nhường mà bà lấp đầy cả 3 trang để xin 10 quan, đến nỗi 150 quan của người nhân viên đều chuyển hoàn toàn cho gia đình vẹt lắc. Chắc là người chồng không biết, người vợ thì hôn tay anh. Hành động tốt này là niềm vui thích của anh. Anh dâu no như một thu vui cấm kỵ mà anh giữ riêng như một người ích kỷ. Tên quỷ vẹt lắc ấy nhạo báng anh đấy. Gava thỉnh thoảng nói, bây giờ hắn ăn no ngủ kỹ, còn anh thì được trả lời tức cho hắn. Ngày kia anh đã trả lời, đã thỏa thuận rồi, tôi chỉ đưa ông ấy 25 quan thôi.